Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blog Starting Xe trong loạt bài hướng dẫn về JavaScript. Mình là Việt. Và bài hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về menu cho keyframe trong Java. Thì menu thì nó là các cái lựa chọn phía bên trên ấy. Thì ví dụ như này, cái notepad của các bạn sẽ thấy ở đây nó có các menu như này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các menu như thế. Thì làm nào chúng ta tạo trong Java? Thì ở đoạn này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một class. Ở đây tôi muốn tạo cho các bạn bằng tay trước để các bạn hiểu được cái menu nó như nào đã. Các bạn tạo một class là class menu demo ở trong cái phần component trong này. Tiếp đến là chúng ta public static void main, đặt vào main luôn. Thì đầu tiên là chúng ta tạo một cái gframe đúng không? Gframe frame bằng new gframe như này. Ví dụ như là đặt frame là menu demo. Đấy. Frame.set default. Cái này thì chúng ta cần phải làm gframe. Các bạn chắc vẫn còn nhớ đúng không? Exit on close. Đây như này. Thì về cái đầu tiên. Tiếp đến bây giờ chúng ta muốn tạo menu thì đầu tiên là các bạn cần phải có một cái gọi là menu bar. Thì đấy là cái thanh, ví dụ như các bạn thấy ở đây thì nó có một cái thanh ở đây. Tức là cái thanh nó không hiển thị lên, nhưng các menu muốn được gắn vào đây thì nó phải gắn vào cái thanh đấy. Và cái thanh này thì được phải được gắn vào trong cái thằng gframe của chúng ta. Thì gmenu bar, ví dụ menu bar bằng new gmenu bar đây. Như này, đơn giản như thế thôi. Và sau đấy thì gframe này chấm set menu bar đây no gmenu bar, bởi vì chúng ta tạo ra cái này mà. Thì như này, thì đây chính là cái bước đầu tiên mà chúng ta thực hiện cho cái thằng menu, tức là chúng ta phải tạo một cái menu bar cho cái thằng frame đấy. Thì sau khi chúng ta có cái menu bar rồi thì chúng ta tạo ra các cái menu và sau đấy chúng ta lại gán vào đấy. Thì đầu tiên là gmenu, ví dụ như là file chẳng hạn bằng new gmenu file như này. Thì sau khi mà chúng ta có cái này thì chúng ta gán thằng đấy vào trong cái thằng menu bar mnu bar chấm add, ví dụ đây là file ví dụ như này. Thì bây giờ xuống dưới này tí, frame chấm set size, cái này ví dụ như đặt là 300 với lại 500. Như này, frame.set visible to. Chắc các bạn vẫn còn nhớ đúng không? Thì bây giờ chúng ta chạy cái này thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái menu bar, nó có cái file ở đây rồi, rõ ràng nó có đúng không? Thì tương tự như thế, nếu các bạn muốn tạo thêm nhiều cái menu khác thì các bạn cho nó thêm vào đây. Ví dụ như cái này là chúng ta cho là edit. Edit đây. Thì khi này nó sẽ hiển thị ra hai thằng có hai thằng đây đúng không, có hai thằng rất dễ dàng để nhìn thấy. Thì các bạn sẽ thấy một số cái tool nó có một cái số cái phím tắt shortcut key ấy. Thì các bạn muốn làm thế thì làm nào, thì chúng ta làm này file chấm set mne monic đây, xong rồi key event chấm vk, ví dụ như file chúng ta đặt f chẳng hạn như này, đây chấm phẩy. Tương tự như thế tới phần edit này thì là edit chấm set mne key event chấm vk e như này đấy. Thì như này đây, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có các phím ở đây, và khi chúng ta ấn an f thì nó sẽ chọn an, nó chọn file, và ấn an e thì nó chọn edit. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo phím tắt cho cái thằng menu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo thằng bên dưới như này. Thì cái thằng bên dưới thì nó người ta gọi không gọi là menu mà gọi là menu bar, quên nhầm, gọi menu item, xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ tạo như này, gmenu item. Ví dụ như thằng đầu tiên là chúng ta chọn cái menu chẳng hạn, ví dụ như này bằng new gmenu item
new, ví dụ như này. Sau rồi mni new chấm set mn, các bạn mà muốn làm thì các bạn làm luôn mni new vấn đề gì đây, mi vậy, mi new chấm set mn như này, key event chấm vk n, ví dụ như này, chấm phẩy. Thì sau khi chúng ta có cái này mà các bạn muốn gán vào cái file thì rất đơn giản là file chấm add item mn mi new như này, rất đơn giản thôi. Thì khi chúng ta chạy thì các bạn sẽ thấy nó có cái menu new ở xuống đây, số xuống đúng không? Chúng ta copy để làm thêm vài cái nữa, ví dụ như đây chúng ta đặt là open chẳng hạn. Chỗ này là save. Như này, ấn đây là add. Thì đây là save. Chỗ này là open. Thì các bạn sẽ thấy đây nó rất đơn giản đúng không? Tức là chúng ta đã tạo ra cái menu một cách rất dễ dàng ở trong Java. Thì về cơ bản chúng ta cần một cái menu bar ở đây trước. Tức là các bạn sẽ thấy là có một cái bar nó nằm đây. Xong rồi các cái menu, các cái thằng menu, tức là menu file, menu edit ở đây. Xong đấy là đến các cái menu item, những cái nhỏ nhỏ đây là menu item. Thì đấy chính là cái cấu trúc của một cái menu của trong cái frame. Thì bài hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của Blockstar Dinosaur.